Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, hiện nay các biện pháp phòng chống dịch tại khu vực phong tỏa cứng, khu vực Tam Giác thuộc hai phường là Thạc Gián và Tân Chính đang được quận Thanh Khê siết chặt. Theo đó, khu phong tỏa Tam Giác thực hiện nghiêm các quy định theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, hộ gia đình cách ly với hộ gia đình, ai ở nhà nấy, không tụ tập, tiếp xúc với nhau. Quận cũng tạm dừng hoạt động giao nhận hàng hóa tại các hộ gia đình trong khu cách ly y tế, chỉ thực hiện việc nhận hàng hóa một chiều từ bên ngoài vào, do lực lượng chức năng phụ trách và theo khung giờ nhất định. Quận cũng đã tiến hành lắp đặt 22 camera giám sát tại khu vực này và tăng cường lực lượng công an kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh. Đến nay, phường Thạc Gián và Tân Chính cũng đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn trong khu vực phong tỏa với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng.